Hả? Nó nằm ở quận nhà. Ờ, đá chị kia đến nhau ấy. Ừ, nằm con đường. Rồi, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình rất là vui khi được đến thăm trại rẫy của anh Xuân. Hiện tại bây giờ thì đang đi trên xe cho nên nó hơi run run. Đây là một anh nông dân sản xuất giỏi của làng Huyền Tường. Nhưng mà cái đám rẫy của anh ở trong này ấy là thuộc địa phận của làng Hà Ra rồi. Đây là cái đám mía của anh Đinh Xuân đây mọi người. Đây mọi người, đây anh Xuân đây, anh chủ nhà đây. Hôm nay thì anh Xuân sẽ dẫn mình đi tham quan một chút đám rẫy của anh Xuân nhá. Đây là đám mì. Đây là rau muống để cho heo ăn. Đây là nuôi heo nhá mọi người, rau muống này là để cho nuôi heo nhá. Nhưng mà cái này mà ngắt cái đọt đây mà xào thì thôi rồi. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Tí nữa thì hai anh em sẽ ngắt một ít về xào luộc cũng được. Đây mọi người, đám rau muống rất là đẹp. Đám này là đám trồng ngoài ruộng nhá, không phải là về trồng để mà bán, để mà thuốc thang này nọ kia đâu, mà kinh doanh đâu. Chủ yếu là trồng để cắt cho heo ăn thôi và mình sẽ ngắt ăn. Đây hai con bò của nhà anh Xuân cột ở bên này, còn 8 con nữa ở cột ở phía bên kia. Là cột cột ở ngoài cơ. Cột ở gần trại. Đây mọi người. Nước cũng là một vấn đề rất là quan trọng đối với người làm nông dân như anh em mình đây. Đây là một nguồn nước phục vụ 24/24 cho cái đám ớt. Đấy, mùa khô thì mía thì cũng phải tưới mọi người. Đây quên quên đám mía luôn này. Coi đám mía ngoài đấy. Đám này á, cái này này quên cầm cái chài mất, này cầm cái chài nữa là tí nữa là hai anh em về là có mồi rồi. Thôi bây giờ là mình sẽ đi thăm đám mía nha. Đấy, đây chủ nhà anh Xuân đây. Còn đây là đám mía của anh Xuân đây mọi người. Đám mía rất là tốt. Đám này á thì 4 hát mọi người nhá. Còn hai đám ở trong kia nữa là mỗi đám cũng khoảng hơn 4 hát nữa. Mình quay cho mọi người xem. Đấy, hai anh chị, vợ chồng anh chị Xuân là rất là tâm trí làm ăn đấy mọi người. Hôm nay thì mình đến trại rẫy và tí nữa thì sẽ làm mấy ly với anh chủ nhà đây, được chủ nhà mời. Đấy mọi người, một cái đám mía rất là đẹp. Cái này mình mà có fly cho nó bay thì mọi người mới thấy rõ được hết. Chứ giờ mình có cầm cái tay quay ngắn thôi, không quay hết được. Đây ngày xưa nha, ngày trước ấy là cái ruộng đây là anh Xuân anh múc anh làm là trồng lúa này mọi người, trồng lúa nước ấy. Nhưng mà lúa nước thì nó không được đạt hiệu quả cho lắm, cho nên là anh không trồng lúa nữa mà anh chuyển sang là nuôi bò. Cái nuôi bò thì là cái hiệu quả công việc, hiệu quả cái kinh tế nó cao hơn. Đấy. Hiệu quả hơn rất là nhiều. Mấy con mía chạy qua hết bên kia hết rồi. Để đến đây mình chạy trộn. Đấy, anh chạy.
bầy mọi người. Một nhà mà được vài con bò như này á. Đây, được như này là quá tuyệt vời luôn mọi người. Đấy. Không còn nhiều lắm đâu. Nuôi tầm đây là ok rồi. Đó, với một đám mía, cả chục hát mía rồi. Với cả gần cả chục hát mì nữa. Thì là cũng là một anh nông dân sản xuất giỏi rồi. Đấy. Okay. Đi đây.